Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn xem được cái lịch âm lịch ở trên cái điện thoại iPhone của các bạn nha. Thì để làm được điều này, các bạn hãy mở cái cửa hàng App Store của các bạn. Các bạn đi vào cái ứng dụng là App Store, các bạn mở cái ứng dụng này lên. Rồi sau khi mà các bạn vào cái cửa hàng App Store này xong thì các bạn sẽ vào cái phần tìm kiếm nè. Các bạn chạm vào phần tìm kiếm này và các bạn gõ chữ đó là lịch vạn niên giùm cho mình nha. Sau khi mà gõ chữ lịch vạn niên xong thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ tìm nha. Ok, sau khi mà nhấn vào chữ tìm này xong thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái ứng dụng đó là lịch vạn niên 2021 nè. Hoặc tùy theo năm của các bạn nha, nhưng mà cái ứng dụng này nó có cái hình đại diện ở đây nè. Thì các bạn sẽ chạm vào cái phần đó là lịch vạn niên này và các bạn nhấn vào cái chữ đó là cài đặt. Do là mình đã, các bạn nhấn vào cái chữ nhận nha. Do là mình đã cài đặt rồi cho nên là mình sẽ chỉ còn là chữ mở thôi. Còn các bạn thì phải có kết nối wifi hoặc là 3G để các bạn tải nó về nha. Sau khi mà các bạn tải về xong thì nó sẽ có cái chữ mở, thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ mở này. Xong sau đó nó hỏi các bạn có muốn thông báo hay không. Thì nếu như mà các bạn muốn nhận thông báo thì các bạn chọn là bật thông báo, còn nếu không thì các bạn chạm vào là để sau nha. Rồi, nó hỏi có muốn nhận dự báo về quyền thời tiết hay là gì không, thì tùy các bạn, nếu mà các bạn muốn thì các bạn nhấn bật nha. Còn mình không muốn thì mình chạm vào để sau. Rồi ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập để cho nó đồng bộ những cái gì đó, thì các bạn tùy các bạn muốn đăng nhập thì các bạn có thể nhập số vào đây, còn nếu không muốn thì các bạn chạm vào chữ là để sau nha. Rồi thì như vậy là các bạn đã truy cập được vào cái ứng dụng này rồi, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho các bạn thấy đó là các bạn chạm vào cái chữ đó là lịch nha, các bạn chạm vào chữ lịch nè. Cái ở trên đây là cái ngày dương lịch, còn ở phần dưới đây là cái ngày âm lịch đó, ngày dưới đây là cái ngày âm lịch. Ok, thì ngoài ra ở cái ứng dụng này các bạn còn có thể đổi từ cái ngày dương lịch của các bạn sang cái ngày âm lịch nha. Thì để làm việc này các bạn hãy chạm vào cái nút dấu cộng ở phía trên cùng góc bên phải nè. Các bạn chạm vào cái nút dấu cộng này, xong sau đó các bạn chạm vào cái chữ đó là đổi ngày nè. Các bạn chạm vào chữ này. Rồi mình đã chạm vào chữ đổi ngày rồi, thì nó sẽ ghi ở trên đây. Đó, ghi cho các bạn ở trên đây là từ cái ngày hôm nay là cái ngày dương lịch, và ở phía dưới này là nó sẽ quy ra cái ngày âm lịch cho các bạn. Bây giờ các bạn muốn đổi từ ngày dương lịch, là ví dụ như mình sẽ đổi ngày 19 tháng 4 năm 2020 nha. Đó, thì nó sẽ đổi ra cái ngày âm lịch cho mình là ngày bao nhiêu. Rồi thì bây giờ mình muốn đổi từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch. Ví dụ mình đổi ngày 27 tháng 3 âm lịch năm 2019 thì ra ngày dương lịch là bao nhiêu nha. Đó, nó sẽ tự động nhảy cho các bạn là ngày 1 tháng 5 năm 2019 luôn. Ở phía trên này nó tự động nhảy cho các bạn. Tùy theo các bạn muốn đổi từ dương lịch sang âm lịch hay là từ âm lịch sang dương lịch thì các bạn sẽ chạm vào đây. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn xem được cái lịch âm lịch ở trên iPhone và đổi cái lịch từ dương lịch sang âm lịch và ngược lại ở trên iPhone. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.